Thì lúc đầu thì tại vì mình yêu nhau, mình tới với nhau thành ra hả, nó rất là vui và rất là đẹp. Rồi hai vợ chồng là hả, tự sanh em bé đầu tiên cũng rất là thuận lợi. Nói chung là hai vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng mà lúc nào cũng vậy, cũng sẽ có đường dài mình đi với nhau, sẽ có những cái mà không thuận đó, thì nó cũng có những cái cuộc cãi vã, nhưng mà rồi cũng qua. Nhưng mà có một cái cuộc cãi mà gọi là hả, gần như là hả, từ bỏ tất cả, mình bỏ, mình buông để mình đi về luôn, là bỏ đi về quê luôn á. Có một lần đó là mình sanh bé thứ hai Dạ. là bắt đầu là hả, đang ngủ mà tự nhiên thấy tin, ảnh nhắn tin vô điện thoại ảnh, nửa đêm rồi, ủa 2 giờ sáng rồi mà còn ai nhắn tin, tại vì lúc đó con mình nhỏ mà mình thức khuya nữa. Cái thành ra là hả, khi tin nhắn tới cái máy của ảnh kêu chứ đâu sao hả, anh ngủ chưa. Lúc đó thì nói luôn, cái chung là hả, máu mình nó sôi lên mà bắt đầu là quăng hết đi, gọi điện, gọi điện rồi làm tới tấp về cái người kia. Nói chung là mình cũng la dữ lắm, giận quá mà. Xong bắt đầu là hả, hai vợ chồng cứ hả, cãi qua cãi lại vì cái cuộc nhắn tin đó, rồi mình đòi đi gặp cái người kia mà anh không có chịu chở đi. Anh nói là người ở trong cơ quan thôi chứ anh không có gì hết, người ta giỡn thôi. Ủa đâu có thể nào mà giỡn như vậy được. Người đó là ai anh Lập? Chung là một người bạn thôi chứ không không phải là cái gì hết. Mà lúc đó là có nghĩa là mình có đi chơi họp bạn vậy đó, thì có quen vậy rồi xong rồi bạn ấy tự nhắn tin vậy thôi. Rồi giờ đâu đâu có hiểu là cái như vậy thì ra lúc đó đang bán sim card nó chỉ bẻ hết luôn. Đủ hình như là nhiều sim lắm, Dạ. đủ số gọi tới mà người ta khẳng định là không không phải là cái gì, nhưng mà mình không giải thích được cái vấn đề đó.